Cũng trong chiều ngày 25 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại cho cán bộ công chức các phòng ban cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và cán bộ công chức các xã thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ công chức cấp huyện và các xã thị trấn được truyền đạt một số nội dung về quy trình kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, các học viên còn được các giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, đưa ra một số trường hợp điển hình ở các địa phương để làm minh họa cho các học viên hiểu rõ vấn đề và vận dụng các văn bản, các quy định để xử lý tình huống kịp thời. Hội nghị được tổ chức sẽ góp phần cung cấp kiến thức về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tiếp thu các kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị, đồng thời giúp cho các học viên nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.